Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tám Bóng Đá. Hôm nay hãy cùng với chúng tôi phân tích kèo cá cược trận đấu tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á giữa Australia với Nhật Bản. Cả hai đội đều đang là những cái tên rất mạnh và họ đang quyết tâm cho ngôi vị trí đầu bảng. Chắc chắn ở trận đấu lần này sẽ không có một chút nhân nhượng nào sẽ diễn ra. Ngay bây giờ, hãy cùng với Tám Bóng Đá phân tích trong video ngày hôm nay. Anh em hãy cùng để lại ý kiến của mình ở dưới phần comment với Tám Bóng Đá nhé. Xin chào anh em, hôm nay chúng ta cùng soi kèo trận đấu giữa Australia gặp Nhật Bản, trận đấu tại vòng loại World Cup của khu vực châu Á. Australia họ đang trải qua chuỗi trận được đánh giá là tệ ở thời điểm hiện tại. 5 trận vừa qua họ có duy nhất một trận thắng trước Việt Nam thôi, còn lại là 3 trận hòa và 1 trận thua. Vị trí hiện tại của Australia là vị trí thứ 3 với 15 điểm và hiện tại họ đã kém cái đội dẫn đầu là Ả Rập Xê Út đến 4 điểm rồi. Còn về Nhật Bản thì vị trí của họ trên bảng xếp hạng vị trí thứ 2 với 18 điểm, hơn Australia 3 điểm và kém Ả Rập Xê Út chỉ 1 điểm thôi. Phong độ gần đây của Nhật Bản là rất tốt, họ giành chiến thắng liên tiếp. Kể từ sau trận thua Ả Rập Xê Út thì Nhật Bản đang thắng 5 trận liên tiếp, là thắng 2-1 trước chính Australia ở lượt đi và một trận thắng ấn tượng nữa là chiến thắng 2-0 trước Ả Rập Xê Út ở trận đấu gần nhất. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đi vào cái kèo chấp ở trận này. Mức tài xỉu nhà cái đưa ra hiệp 1 là 0.75, còn mức cả trận là 2.25. Chúng tôi đánh giá trong trận này thì Úc và Nhật Bản họ là hai cái đội có hiệu suất ghi bàn tốt. Trong 3 trận gần nhất là Úc đã ghi được 7 bàn, còn về phía Nhật Bản trong 3 trận gần nhất là họ ghi 5 bàn. Trong khi đấy là Nhật Bản không để thua bàn nào, mặc dù gặp cả cái đối thủ mà xếp đầu bảng xếp hạng là Ả Rập Xê Út, họ không để thua bàn nào. Còn với Australia, mặc dù là ghi nhiều bàn thắng nhưng mà ngược lại thì đội tuyển Úc họ cũng để thủng lưới nhiều. Trong đấy là thua 1 bàn trước Trung Quốc và chỉ nhận được kết quả hòa ở trận này. Rồi ở trận giao quân mới nhất là họ chỉ có kết quả hòa 2-2 trước Oman. Và cái yếu tố trong trận này là đội tuyển Úc được đá sân nhà, còn Nhật Bản sẽ là cái đội mà phải chơi sân khách. Và chắc chắn thì với sức mạnh của mình, Australia sẽ là cái đội mà duy trì thế trận tấn công và cái thế trận kiểm soát trong cái cuộc đối đầu này. Còn về phía Nhật Bản, họ sẽ chờ thời cơ thôi, họ sẽ tìm thời cơ để mà bứt lên, để mà có thể kiếm được điểm số. Chúng tôi đánh giá cái mục tiêu mà Nhật Bản có thể giành 3 điểm ở trận này là mục tiêu rất khó khăn. Trước một đội bóng mà có thể hình, thể lực vượt trội và sức mạnh cũng rất ghê gớm, ngay cả trận lượt đi trên sân nhà thì Nhật Bản cũng gặp rất nhiều khó khăn trước đội tuyển Úc. Tuy nhiên thì đó là một trận đấu mà Nhật Bản áp dụng rất tốt cái thế trận phòng ngự phản công để mà có được 2 bàn thắng và giành chiến thắng. Thì ở cái trận đấu này, Nhật Bản sẽ vẫn cái áp dụng cái cách chơi như vậy thôi, nhưng mà Australia họ hiện tại họ đang có cầu thủ là có phong độ tốt. Nên nhớ cái loạt trận của các đội tuyển quốc gia là phải vài tháng họ mới tập trung mới đá lại một trận, thì cái yếu tố phong độ của các cầu thủ là thay đổi liên tục. Thêm nữa, đây là cái trận đầu tiên của loạt trận triệu tập đội tuyển quốc gia thời điểm hiện tại. Bởi vậy chúng tôi dự đoán hai đội chưa thể bùng nổ ngay được, vì vậy chọn kèo xỉu là một lựa chọn hợp lý hơn. Nhà cái châu Á đưa ra mức chấp kèo này là Úc chấp Nhật Bản mức 0.25 trái. Đội tuyển Úc như đã biết trong các trận gần đây họ đang chơi tệ. Cái trận sân nhà gần nhất là họ thắng Việt Nam của chúng ta thì số 4-0. Tuy nhiên thì cái đẳng cấp giữa Việt Nam và đội tuyển Úc là chênh lệch hoàn toàn, phải nói thật một câu như vậy. Vì thế tỷ số đó là chưa nói điều gì. Và hơn nữa, trong cái trận đấu sau là trận mà Australia làm khách của Oman, một cái đội mà cũng đánh giá cũng là một đối thủ ở mức bình thường của cái bảng đấu này, thì Australia chỉ có kết quả hòa 2 đều. Và trước một Nhật Bản họ đang chơi tốt cả ở hàng phòng ngự lẫn hàng tấn công, thì chúng tôi dự đoán cái trận này ở cửa Nhật Bản sẽ là một lựa chọn hợp lý hơn cho người chơi. Anh em nên suy nghĩ về cửa của đội tuyển Nhật Bản để có cái tỷ lệ thắng cao hơn. Dự đoán tỷ số trận đấu: Australia hòa Nhật Bản tỷ số 1 đều. Trên đây là một số nhận định cá nhân của chúng tôi, còn phần quyết định vẫn là ở anh em. Chúc cho anh em sẽ có một cái nhìn thật sáng suốt trên những lựa chọn của mình. Và đừng quên like, subscribe kênh YouTube của Tám Bóng TV để có thể cập nhật sớm nhất những màn soi kèo hay và sôi động nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.